Cộng hòa Liên bang Đức, một đất nước cổ kính, xinh đẹp và phát triển năng động ở Trung Âu, với diện tích lãnh thổ khoảng gần 360.000 km2 và dân số hơn 82 triệu người. Cộng hòa Liên bang Đức là quốc gia có dân số lớn nhất trong Liên minh châu Âu EU, có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, với các ngành công nghiệp chủ yếu là chế tạo xe hơi, máy móc thiết bị, công nghiệp điện và điện tử. Cộng hòa Liên bang Đức theo đuổi chính sách đối ngoại chủ động và rộng mở, có quan hệ song phương với nhiều quốc gia trên thế giới và hiện là thành viên quan trọng của nhiều tổ chức quốc tế như Liên minh châu Âu, Tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO, Liên Hợp Quốc, v.v. Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức tuy xa cách về địa lý nhưng có nhiều nét tương đồng gần gũi. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23 tháng 9 năm 1975. Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đưa hai nước trở thành đối tác chiến lược của nhau. Nói đến Cộng hòa Liên bang Đức là nói đến một đất nước có truyền thống văn hóa và văn minh lâu đời, nơi hội tụ nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và những dấu ấn lịch sử văn hóa đặc sắc. Từ dãy núi Alp hùng vĩ, gần như quanh năm tuyết phủ, đến những lâu đài cổ đồ sộ nguy nga, hay những công trình văn hóa kiến trúc và điêu khắc tuyệt mỹ của xứ sở này, tất cả đã làm nên một đất nước Đức hào hoa và tráng lệ, một điểm đến đầy ấn tượng giữa lòng châu Âu. Nằm ở vị trí chiến lược của khu vực châu Âu, Cộng hòa Liên bang Đức là quốc gia có vị trí địa lý chính trị hết sức quan trọng, có hạ tầng giao thông phát triển bậc nhất thế giới, nối liền với các nước trong khu vực và trên thế giới thông qua hệ thống dày đặc của cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Đây là quốc gia sở hữu những cảng biển và cảng hàng không lớn bậc nhất trên thế giới. Là thành viên của nhóm G8 từ năm 1975, Cộng hòa Liên bang Đức là nước công nghiệp phát triển đứng hàng thứ tư thế giới, chỉ sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc về GDP. Đây là quốc gia có nhiều tập đoàn tầm cỡ thế giới và hệ thống các công ty vừa và nhỏ phát triển rất mạnh, là xương sống của nền kinh tế Đức. Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và xã hội, như có lợi thế về công nghệ cao, cơ sở hạ tầng phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao hay những chính sách cải cách về thuế, tất cả đã khiến cho Cộng hòa Liên bang Đức trở thành một trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Đức cũng là nhà đầu tư ra nước ngoài lớn với tổng vốn đầu tư trung bình mỗi năm khoảng 40 tỷ euro. Về đối ngoại, nước Đức luôn theo đuổi chính sách đối ngoại tích cực và rộng mở, coi trọng tính kế thừa và sự tin cậy, thể hiện trong quan hệ hợp tác đối tác và cân bằng lợi ích. Hiện nay, Đức rất quan tâm mở rộng mạng lưới đối tác, mà đặc biệt là ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, nhằm tìm kiếm các thị trường mới, tăng cường hiện diện và ảnh hưởng của Đức ở ngoài châu Âu. Đối với Việt Nam, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23 tháng 9 năm 1975, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Từ nhiều năm nay, Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở châu Âu. Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua duy trì trao đổi các đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác. Hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, trong đó đề ra các mục tiêu và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEM, ASEAN, EU.
Tại các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước, Đức khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu, EU, thúc đẩy việc EU sớm kết thúc đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường. Trên cương vị điều phối viên quan hệ ASEAN-EU, nhiệm kỳ 2012-2015, Việt Nam cam kết sẵn sàng làm cầu nối để Đức tăng cường quan hệ với ASEAN. Đến nay, hai nước đã ký nhiều hiệp định và các văn kiện tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai kế hoạch trao đổi hợp tác giữa hai nước. Trong đó phải kể đến Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, các hiệp định hàng hải, hàng không, v.v. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về chính trị, ngoại giao, quan hệ hợp tác về kinh tế giữa Việt Nam và Đức trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các nhà đầu tư Đức nhận thấy Việt Nam là thị trường tiềm năng và phát triển nhanh ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Hiện nay, Đức đứng thứ 22 trên 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với khoảng 230 dự án còn hiệu lực trải khắp 33 tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt xấp xỉ 1,4 tỷ đô la Mỹ. Một trong những thương hiệu lớn của nền công nghiệp Đức đã có mặt ở Việt Nam từ rất sớm, tham gia thực hiện thành công nhiều dự án, cơ sở hạ tầng quan trọng và không ngừng tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường Việt Nam, đó là tập đoàn Siemens. Đây là nhà cung cấp hàng đầu hiện nay trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, y tế, cơ sở hạ tầng và thành phố. Hơn 3 thập kỷ qua, kể từ khi triển khai dự án đầu tiên tại Việt Nam cho đến nay, Siemens đã không ngừng nỗ lực và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành năng lượng và hỗ trợ giải quyết tình trạng khan hiếm điện tại Việt Nam thông qua một số dự án nhiệt điện trọng điểm như nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3, nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1 và 2 và nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2. Đây là những nhà máy điện hiệu quả nhất trên toàn quốc, có đóng góp đáng kể vào việc giảm phát thải khí nhà kính. Trong lĩnh vực y tế, Siemens khẳng định vị trí là nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý cho các bệnh viện và phòng khám tại Việt Nam, đồng thời cho phép việc chẩn đoán chính xác hơn và chữa trị thành công hơn so với trước đây. Ngoài ra, Siemens còn cung cấp đa dạng các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ cho ngành luyện kim, xi măng, giấy, thực phẩm và đồ uống, giúp nâng cao năng suất, tính linh hoạt và sử dụng năng lượng hiệu quả. Bên cạnh những lợi thế về công nghệ, về khoa học kỹ thuật tiên tiến, thì sự am hiểu và gần gũi về văn hóa và đời sống xã hội là những điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Đức thâm nhập thị trường Việt Nam một cách thành công. Minh chứng rõ ràng là các nhà đầu tư Đức đã vượt qua hàng loạt các đối thủ tiềm năng khác để đạt được những dự án quan trọng mang tầm quốc gia tại Việt Nam. Trước hết, phải kể đến dự án công trình nhà Quốc hội do công ty GMP International thiết kế, với sự tham gia thi công và cung cấp thiết bị của nhiều công ty uy tín của Cộng hòa Liên bang Đức. We try to recommend a lot of German companies who will bring their products to this building, like the ceiling details or like the light or like the equipment. The support we got was a big understanding for our architecture. So the Vietnamese government asked 5 specialists, Vietnamese professors, to join them and to discuss with us the history and the architecture of our building. And due to this discussion, we learned a lot about the Vietnamese culture. And I think this was a very good idea of the Vietnamese government to bring us into a circle of Vietnamese specialists to discuss the architecture. So
I think the support was a big understanding for our architecture. Trong những năm gần đây, tại Việt Nam, ngày càng mọc lên nhiều công trình kiến trúc độc đáo mang phong cách Đức, thể hiện rõ rệt sự hiện hữu của kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật Đức trong đời sống xã hội ở Việt Nam, đồng thời cho thấy những bước tiến quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Bên cạnh những công trình lớn do Cộng hòa Liên bang Đức thiết kế, đã được đưa vào sử dụng, phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng của Việt Nam như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trụ sở Bộ Công an, thì một công trình mang ý nghĩa biểu tượng cho quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đang được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là Ngôi nhà Đức. Theo kế hoạch thì ngôi nhà sẽ được hoàn thành vào năm 2017 và sẽ là nơi tập trung các cơ quan đại diện của Đức như Tổng lãnh sự, Phòng Thương mại và Công nghiệp, Viện Goethe và văn phòng của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và người dân hai nước tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đầu tư, kinh doanh, v.v. Deutsche Haus Ho Chi Minh Stadt. This building is the result of a contract that government agreement that Prime Minister Win Tan Jung and Chancellor Angela Merkel have signed in October 2011 here in Hanoi on the occasion that Vietnam became with Germany a special strategic partnership country. The building will start construction now and will be ready in 2017. It will be primarily for German companies who therefore will facilitate much more trade and investments and manufacturing and FDI between Germany and Vietnam in Vietnam. Trong lĩnh vực thương mại, hiện nay Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu với kim ngạch song phương tăng đều trên 10% một năm, chiếm tỷ trọng khoảng gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu, EU. Và Đức cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào các thị trường khác ở châu Âu. Để tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi thương mại giữa hai nước, thì Đức đã tích cực ủng hộ EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu. I think Vietnam is, especially for German companies, is a very, very attractive location. When German companies looking to Southeast Asia, Vietnam is always one or two concrete possibilities. And we have a special connection between Germany and Vietnam. We have a strategic partnership. We have also the negotiations for the free trade agreement between the European Union and Vietnam, and it will be in the whole ASEAN region the second one after Singapore, and I think that's a big advantage when we compare the situation with Thailand or with Indonesia or Malaysia. So we are really in advance. Trong lĩnh vực văn hóa, từ năm 1990, Việt Nam và Đức đã ký Hiệp định Hợp tác Văn hóa, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy hợp tác và trao đổi văn hóa giữa hai nước. Năm 1997, Đức thành lập Trung tâm Văn hóa Đức, hay còn gọi là Viện Goethe tại Hà Nội. Đây là địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu văn hóa Đức và giảng dạy tiếng Đức tại Việt Nam. Ngoài ra, Chính phủ Đức còn hỗ trợ Việt Nam một số dự án bảo tồn, phục chế các di sản văn hóa tại khu di tích Cố đô Huế. Trong những năm gần đây, hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các hoạt động giao lưu rất sôi động, tạo điều kiện cho người dân hai nước thêm hiểu và yêu quý đất nước cũng như nền văn hóa của nhau, thúc đẩy trao đổi du lịch giữa hai nước. Hiện nay, Đức được đánh giá là một trong những thị trường quan trọng nhất của du lịch Việt Nam, với khoảng 100.000 lượt du khách Đức đến tham quan nghỉ dưỡng tại Việt Nam mỗi năm.
Về giáo dục đào tạo, hai nước cũng có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ nhiều thập kỷ qua. Ngay từ giữa những năm 1950, Việt Nam đã cử học viên sang học tại Đức. Tuy nhiên, thời điểm đông nhất là cuối những năm 1980, khi Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây ký Hiệp định Hợp tác Lao động, có đến gần chục vạn người Việt được cử sang du học, đào tạo nghề và lao động tại Đức. Kể từ đó đến nay, Cộng hòa Liên bang Đức hàng năm vẫn cung cấp đều đặn cho Việt Nam nhiều học bổng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Hiện có khoảng 300 nghiên cứu sinh Việt Nam nhận học bổng nghiên cứu tại Đức và khoảng 4.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của Đức. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của hai nước đang tích cực triển khai chương trình đào tạo khoảng 85 nghiên cứu sinh mỗi năm tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đặc biệt, phải kể đến dự án Trường Đại học Việt Đức được thành lập từ tháng 9 năm 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động theo mô hình của Đại học Đức với sự hỗ trợ tích cực của Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức và bang Hessen. Trường đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt xây dựng thành trường đại học tiêu biểu xuất sắc với mức đầu tư trên 180 triệu đô la Mỹ và dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Ngoài ra, hai bên đã nỗ lực hợp tác triển khai đưa tiếng Đức vào dạy với tư cách là ngoại ngữ thứ hai tại 13 trường phổ thông trên toàn quốc. Đây là những bước tiến mang tính đột phá trong hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước. In Vietnam, we have a quite great potential of former students who have studied and also worked in Germany. And the DAD, the German Academic Exchange Service, counts all the former scholarship holders from the Vietnamese government who studied in the GDR as their alumni. So we have a quite big alumni potential. More than 6,000 people in Vietnam have studied in Germany so far. And I think this is really a great potential because they can share their experience with the next generation of students or next generations of students to talk about their experience and the advantages of the German educational system. Bên cạnh hợp tác giáo dục đào tạo thì hợp tác về khoa học kỹ thuật và công nghệ giữa hai nước cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị hội thảo chuyên ngành và triển khai các dự án nghiên cứu chung trong nhiều lĩnh vực, mà nhất là năng lượng, bảo vệ môi trường và dạy nghề. I think we have seen a very interesting history of our diplomatic relations and also of our relations in general, and especially since 2011, since we have agreed to be strategic partners, our relationship has really become a lot more dynamic, and we have a very intensive political dialogue. We have a lot of German business in Vietnam and more Vietnamese business in Germany, and we have very good cultural relations as well. So I think all in all that our relationship between Germany and Vietnam has a high potential, but it is also developing in a very positive direction. Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Cộng hòa Liên bang Đức tại khu vực châu Á. Và Đức là một trong những nước viện trợ ODA nhiều và thường xuyên nhất cho Việt Nam. Từ năm 1990 đến nay, Đức đã cung cấp trên 1,5 tỷ đô la Mỹ cho các dự án ODA tại Việt Nam, gồm cả viện trợ không hoàn lại và cho vay ưu đãi. German Development Cooperation with Vietnam is a very important pillar of our strategic partnership with Vietnam. We are engaged here since over more than two decades and engaged in many important sectors where German expertise and German support is highly demanded by our Vietnamese partners.
We have focused our development cooperation since 2 years now on three areas which where many challenges are ahead for Vietnam. This is the area of environment, where we support the biodiversity of the country and the coastal management, particularly in the Mekong Delta. Secondly, we want to do more in the energy sector. The third sector is vocational training, which we also intend to expand together with our partners here in Hanoi. Từ năm 1993, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ thay mặt chính phủ Đức đã và đang triển khai tích cực và hiệu quả các hoạt động với các đối tác của Việt Nam thông qua nhiều chương trình và dự án tập trung chủ yếu trong 3 lĩnh vực: đào tạo nghề, môi trường và năng lượng. Sau hơn 2 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Tổ chức Hợp tác và Phát triển của Đức tự hào đã có nhiều đóng góp to lớn vào quá trình hội nhập và phát triển bền vững của Việt Nam, cũng như những thành tựu vượt bậc trong quan hệ giữa hai nước. We work here in this country already since 1993. So it's a long-term cooperation we have in this country. It's based on confidence and a nice cooperation environment between our partners and our GIZ in former times called GTZ. So long-term programs, that is, I think, the key for success in this country. You can't come in and just work and on a shorter term. You need a long-term confidence-building cooperation. We worked since 1994, I think, in the macroeconomic reform process, supporting the government in what we would call in Germany the social ecological market economy. Today, that is phasing in the green growth strategy of this government. So we support in frame conditions to have a better frame condition in that area. Bên cạnh quan hệ ở cấp chính phủ, thì ngoại giao nhân dân cũng diễn ra rất sôi động và đạt được những thành tựu quan trọng. Cộng đồng người dân ở hai nước đã cùng nhau vun đắp, xây dựng quan hệ qua lại hữu hảo. Những hoạt động giao lưu gặp gỡ của các hội hữu nghị, các câu lạc bộ với sự tham gia của các tổ chức cá nhân của cả hai quốc gia là những cầu nối quan trọng để người dân hai nước thêm hiểu và thêm gắn bó nhau hơn. Hiện nay, có khoảng 125.000 người Việt sinh sống, học tập và làm ăn ở Cộng hòa Liên bang Đức, được chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi để sinh sống, làm ăn ổn định. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã triển khai một số dự án đầu tư hiệu quả tại Đức, đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của nước Đức, cũng như sự phát triển trong quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức. I think that we have a very good future and we already see it. We had a very intensive 2014 because we had the Prime Minister of Vietnam in Germany, and we had in November a big conference, Asia-Pacific Conference of German Business in Ho Chi Minh City, and Ho Chi Minh City and Vietnam presented itself as a very reliable and competent partner of Germany, and I think a lot of German business people were inspired by this, and we hope that in the future we will see more German investment here, of course always given that the conditions of investment are right. So I think we do have a very bright future, we have a big potential. Với những thành tựu to lớn và toàn diện đã đạt được trong suốt mấy thập kỷ qua, trên tinh thần xây dựng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, chúng ta hoàn toàn có quyền vững tin rằng trong giai đoạn tới, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức sẽ tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa, đạt đến những tầm cao mới vì lợi ích của chính phủ và nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của toàn thế giới.